Cuộc sống có 3 điều nhất định phải quan tâm, đó chính là niềm vui, sự dư dả và bình an. Đặc biệt, bình an về mặt tinh thần, lẫn tài chính và cả thể xác chính là cội nguồn để tạo nên niềm vui và sự dư dả. Khi tài chính và sức khỏe được đảm bảo sẽ khiến chúng ta an tâm trong công việc cũng như cuộc sống. Không phải lo lắng, từ đó sẽ giúp cho công việc được thuận lợi và dễ dàng thành công hơn, cũng như cuộc sống thì dễ hạnh phúc và mang lại niềm vui hơn. Chính vì thế, Nga hay các tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ đang nỗ lực mỗi ngày để mang đến sự bình an cho mọi người và cho tất cả các gia đình Việt Nam. Ngày hôm qua là không còn nữa, ngày mai thì chưa biết như thế nào. Vì vậy, ngày hôm nay là tất cả những gì bạn có. Chính vì thế, hôm nay là thời điểm tốt nhất